chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình văn hóa giáo dục của đài ABC. Hôm nay chúng tôi xin giáo sư Trần Ngọc Dũng sẽ cùng chúng ta bàn một số danh từ về địa danh ở tại miền Nam Việt Nam. Xin giáo sư gửi lời chào quý vị. Dạ, kính chào thầy sinh, kính chào quý vị khán giả của đài đang đón nghe chương trình văn hóa và giáo dục của chúng tôi. Xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình chúng tôi được có một số các em học sinh cũng như một số phụ huynh của bạn trẻ ở đây có đưa lên cái câu hỏi là tại sao có những cái danh từ ở địa phương miền Nam thì xin đại để mình giải thích một số từ ngữ mà mình quen dùng như là chữ dòng, chữ cho nên là đất, chỗ này kêu là dòng trôm, chỗ kia là kêu là bà hôm, chỗ này gọi là dòng trôm, chỗ kia là trảng, rồi tại sao có chữ Cần Thơ, rồi Sóc Trăng, thì những cái chữ đó cái nguyên nó từ đâu mà ra. Thì hôm nay thì giáo sư Trần Ngọc Dũng sẽ trình bày với quý vị một số nghiên cứu về cái nguồn gốc một số địa danh ở tại miền Nam Việt Nam. Thưa thầy. Dạ, thưa thầy xin, thưa quý vị khán giả. Thì quý vị thấy, quý vị ở California này, nhất là miền Nam này, quý vị thấy rõ ràng không? Santa Ana. Santa Ana là gì? Là tên ai? Tên một tướng ở trong một trận đánh ở dưới Texas. Và cái ông tướng nó bây giờ lấy cái tên, được lấy cái tên ở tại cái thành phố chúng ta đang ở trong vùng Orange County này. Quý vị thấy San Jose, San Juan Capistrano, đa số là tiếng Mỹ, cái Mỹ hết. Yeah. Thì cái này cũng có thể hiểu là tiếng cái miền Nam của mình ngày xưa kể từ Bình Thuận trở vào thì phải. Hay là lục tỉnh, hay là coi như các sáu tỉnh miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Định Thường, Vĩnh Long, Gia Đốc, Hà Tiên này chẳng hạn, hồi xưa nó thuộc về Thủy Chân Lạp của miền Miên. Thủy Chân Lạp của miền Miên. Vì vậy cho nên đa số những cái địa danh của đó nó còn dáng dấp của cái tiếng Miên ở trong đó. Yeah. Tiếng Miên phải không? Tại nó cũng giống như thế là nước Mỹ đã mua lại cái tiểu bang California hình như 15 triệu. Yeah. Alaska mua của Nga tới 75 triệu. Rồi yeah. Mua Louisiana của Pháp. Yeah. Phải không thầy? Dạ yeah, đúng thì, rồi. Yeah. Thì là những cái khu vực này là của Mỹ đã mua lại của những nước đó cả. Thì Việt Nam mình thì cũng một phần là được người Miên họ dân vì cái xúc xích, chỉ đó có cái sự mà gọi là xích mích trong hoàng gia của họ, rồi người này dân đất cho người, rồi để mà được sự giúp đỡ của bên Việt Nam. À, thì khi mà nói đến những cái này thì chúng ta phải thấy rằng những cái chữ mà gọi là Cần Thơ hay là Sa Đéc hay là nên là cái gốc Miên cả. Yeah. Gốc Miên cả, nhưng mà có một số những cái chữ mà cần phải làm rõ là ví dụ như cái chữ đuổi, mình phải nói theo cái giọng nói đuổi. Cái đúng yeah. Thì chờ đuổi. Yeah, đuổi giống ngã mà chữ u y chứ không phải u đuổi giống uổi mà uổi. Yeah. Đuổi thì vì sao quý vị biết là cái này phải nói rằng cái chợ này nó bán những cái hàng mà gọi là gì thuộc về tơ lụa. Thì con tầm mà ra được. Tơ là thì quý vị. Yeah. Tôi cũng xin thưa quý vị là đến nhiều lần tôi tự hào tôi là gốc nông dân mà chân lắm tay bùn, thành ra tôi khi mà nói đến chuyện mà nông thôn Việt Nam là tôi vui lắm, tôi rất là thích chứ không tôi cảm thấy mặc cảm gì hết á. Ai nói tôi nông dân tôi I am a farmer, tôi là một nông dân chính thống. Thì quý vị quý vị có nghe cái chữ là hôm qua anh đi tỉnh về mặc quần nái đen không? Ừ. Thầy có nghe trong dạ, cái bài chi mà em đi chi đấy đi chùa đi bài thơ của ông gì đó làm cái bài Quán Nguyên Diệu Pháp không?
Không. Không phải hả? Không, cái ông ở Việt Nam. Tôi trong cái bài tôi... trong cái bài hát là hôm qua đi tỉnh về mà bận cái quần nái đen đó. Cái chữ nái đen này là quý vị cũng là cái dạng thô của tơ. Vì trong tơ nó cũng có những cái gì này, sồi này, đoan này, lĩnh này, the này, xuyến và thưa. Thì cái sồi á, tức là còn gọi là chồi á, hay là gọi là đũi á, hay là nái á, tức là dạng thô. Thì nên đây tôi cũng xin thưa với vị luôn, từ hồi xưa tôi phụ mẹ tôi á, cho tạm ăn tạm cho tạm ăn dâu, cho tạm ăn dâu. Rồi khi mà chứ đó đến cái thời thu hoạch, lấy cái con cún nó vô bỏ vào trong nồi nước, nấu nó lên. Rồi kéo ra kéo thành tơ, tại nó sợ thành tơ. Họ chia ra làm bốn loại đó quý vị, tơ mịn, tơ thô, tơ rồi các thứ, rồi mới đặt ra những cái tên như là sồi, đoan, lĩnh, thầy quần lĩnh đó quý vị đó. Quần lĩnh đó là... đen, đã, nó, rồi, nó bóng giống như sợi. Dạ, quần, cái là quần Mỹ A đó, đại khái, và tức là, đó là những cái mà cái sản phẩm bằng tơ tằm rất là độc đáo của mình đó quý vị. Nó là những cái chữ liên quan đấy, xin nhắc là quý vị, chữ đuổi là u y ngã chứ không phải là đuổi bắt giống như công an rượt đuổi người ta đâu, không phải cái đó, đó là những cái chữ như vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái là địa danh của chỗ này chỗ kia thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc của nó, tại sao nó có cái tên đó chẳng hạn. Giống như chữ Tha La chẳng hạn, Tha La Sống Đạo. Tha La Sống Đạo là không biết nằm ở đâu, tôi thầy có khái niệm cái này rất là nổi tiếng trong cái bài hát Tha La Sống Đạo. Ở miền miền Nam à, thì là quý vị thấy những cái thì những cái chữ như chữ dòng, chữ dòng là chữ cái tiếng Anh mình gọi là cái garden row cái dòng ở trong vườn đó. Cái grow đó là cái dòng đó quý vị. Hoặc là nó có cái chữ nữa rất là vui là chữ dứa. Cái chữ dứa đó quý vị, là dứa là cái gì, có ba loại dứa phải không quý vị? Cái cây nó một loại cây, nó có cái dứa nó khác cây thơm ở ngoài Bắc á. Thường thường bây giờ trong Nam mình cứ lẫn lộn với miền Bắc, cái dứa là cây thơm nhưng mà không phải. Dứa là một cái cây nó mọc ngoài bờ ruộng mà nương á, nó cao lên mà nó cũng có trái giống như thơm nhưng mà nó bự hơn, mà cái cây nó cao lên đấy, cái dứa. Tôi nhớ là hồi tôi còn nhỏ, tôi với mấy đứa em tôi đi ra ngồi cái hàng rào cắt cái lá dứa rồi đi vô để làm con cái kèn, để làm con chim, để làm tất cả các thứ. Cái dứa đó không phải là pineapple. Dạ, dứa nó còn nhiều thứ nữa. Cái là dứa dại, cái dứa dại. Lấy cái lá để mà làm bánh nữa, cũng là dứa. Cái đó tiếng Anh gọi là screw pine. Screw pine là dứa dại. Còn một cái loại lá dứa để mà làm cho nó thơm, mà làm cái gì? Làm bánh rồi đấy. Làm bánh là làm cái bánh... da heo hay da lợn? Bánh da heo, da lợn. Bánh da nợ, đó thì là cái đó là pandan leaf, thì quý vị thì là ba loại dứa. Thế thì mình có lại vì đây chúng ta cần phải lưu ý những cái chỗ đó để chúng ta khi mà nghe đến nó cái khi mà cái vùng đó nó sản xuất cái gì thì chúng ta biết đến cái lược là những như là chợ bún này, chợ bún ở bên thì thực ra là là chữ bún, nhưng mà cứ kêu bún bây giờ thành ra là chợ bún. Thành cái tên địa danh đó, nó có nhiều khi là hoặc là ta căn cứ vào cái sản phẩm ở vùng đó, hoặc là những cái đặc điểm ở cái vùng đó bán buôn, dù như cái vùng đó buôn bán cái gì, sản xuất cái gì, hay là cho vùng đất đó nó cao nó thấp thì người ta sẽ đặt cái tên. Thế cái dòng dứa là nó, xin thưa quý vị, không biết là dứa này là dứa cái thơm, cây dứa đó thầy, không dứa phải thơm mà là cái cây dứa, cây dứa hoang. Nhà cây dứa hoang nó đúng cao rồi, cao lắm, đúng rồi. Thì là những cái chữ đó chúng ta đặt cái vấn đề này để có một lúc nữa chúng ta sẽ nói thêm về những cái chuyện tại sao chúng ta phải nói những cái này để cho các con cháu mình phải hiểu là cái nguồn gốc của nó là như vậy. Dòng dứa thì phải đi qua cái chuông nhà Hồ, thì quý vị là có biết cái chuông nhà Hồ, sở chuông nhà Hồ sở phá Tam Giang phải không? Thương em
Thương anh, em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ, hồ sợ phá Tam Giang. Sợ phá Tam Giang. Thì cái hồi đó là nói là em đây là nó ở Huế đó thầy. Rồi mấy người ở ngoài Bắc cái phương Bắc đó, tức là Bắc miền Trung. Huế là cái kinh đô, cho nên Huế thường có cô gái Huế rất đẹp, cho nên anh muốn vô. Nhưng mà cái chuông nhà hồ, bây giờ mình giải như chuông là thế nào, thì nó là một cái con đường đi ở giữa cái rừng, nhưng mà nó ở trên bị cái cây bao phủ hết, rồi nó đi ở giữa rừng, cái đó gọi là chuông. Cái chuông nhà hồ thì nó rất là vắng vẻ, ở đó đạo tặc nó hay dữ lắm, cho nên người ta không, ta sợ cái chỗ đó. Thì cái lối chuông đi, cái đó là cái lối đi xuyên ở trong rừng á, thì tiếng Anh nó gọi là heath, H-E-A-T-H, cái chữ chữ heath là nóng á, có vị thêm một chữ hát nữa, thành ra chữ heath nó là cái chuông đó, nó một cái lối đi rất là kín, và trộm cướp nó thường núp ở trong đó để mà thì quý vị hồi xưa là sợ chuông nhà hồ, sợ phá Tam Giang đó. Thế cho nên sau này có một cái có một ông quan, quý vị còn nhớ ông quan nữa không, thầy nhớ ông quan, ông mới cho người giả bộ này cái đi theo cái đám cướp này, đi vô đi theo cái tới tận Sà Huyệt. Thì xin quý vị chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ tiếp tục sau phần quảng cáo của đài. Cảm ơn quý vị. Chớ quên.